Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, đại án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm với án tử hình dành cho bà Trương Mỹ Lan về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát phải bồi hoàn cho SCB số tiền 673.849 tỷ đồng. Từ bản án dành cho bà Trương Mỹ Lan, dư luận bày tỏ băn khoăn về việc ai sẽ có trách nhiệm bồi thường thay phần dân sự khi các bị cáo phải lãnh án tử. Ai có trách nhiệm bồi thường thay nếu bị cáo bị tuyên án tử hình. Theo điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng sức khỏe, danh dự nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Do đó theo luật sư Lê Hồng Vân, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết trong vụ án hình sự mà người phạm tội gây thiệt hại thì ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự vẫn phải bồi thường dân sự nếu xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của bị hại. Khi người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, chấp hành viên phải ra các quyết định thi hành án và tống đạt lên trại giam cho người phải thi hành án. Chấp hành viên phải xác minh xem người phải thi hành án có tài sản như nhà, đất để kê biên đảm bảo thi hành án. Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình. Trường hợp người phạm tội bị tuyên án tử hình nhưng không tự nguyện bồi thường, cũng không có thân nhân thực hiện thay thì người phải thi hành án có thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Để thi hành án theo khoảng 1, điều 45, luật thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014. Nếu trong vòng 10 ngày mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án, mà người phải thi hành án có tài sản thì chấp hành viên phải xác minh tài sản và quyết định cưỡng chế. Cơ quan thi hành án có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định tại điều 71 Luật thi hành án dân sự năm 2008 để thực hiện việc bồi thường dân sự gồm khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án, trừ vào thu nhập của người phải thi hành án, kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ, khai thác tài sản của người phải thi hành án, buộc chuyển giao vật chuyển giao quyền tài sản giấy tờ buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định. Trường hợp người phải thi hành án chưa có đủ điều kiện thi hành án thì ít nhất 6 tháng một lần, chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án. Như vậy, khi bị kết án tử hình thì người phạm tội vẫn là người phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho bị hại, người thân không có nghĩa vụ bồi thường thay cho người phạm tội trừ trường hợp tự nguyện. Nếu người phạm tội không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Trường hợp người phải thi hành án đã thi hành án tử hình thì phần nghĩa vụ dân sự của họ sẽ được chuyển giao cho người thừa kế nếu có để lại di sản. Theo quy định của pháp luật về thừa kế, nếu không để lại di sản thì cơ quan thi hành án dân sự sẽ đình chỉ thi hành án. Luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh, việc thi hành án phần dân sự trong vụ án hình sự đối với người phải thi hành án bị kết án tử hình phụ thuộc phần lớn vào việc người này có tài sản để thi hành hay không. Bị tuyên án tử hình có phải giấu chấm hết với nữ đại gia Trương Mỹ Lan? Tại phiên tòa sơ thẩm tuyên án ngày 11 tháng 4 khi nghe phán quyết cuối cùng của tòa là tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã loàn choạng đứng không vững. Được các cảnh sát đỡ, ngay sau đó bà cố trấn tĩnh tiếp tục đứng nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa. Nếu quan điểm sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, nhận án tử hình chưa phải dấu chấm hết cho trường Mỹ Lan. Theo luật sư Giáp, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát mới bị tuyên án sơ thẩm, đây là bản án chưa có hiệu lực về pháp luật. Người bị tuyên án còn quyền kháng cáo trong 15 ngày và viện kiểm sát cũng có quyền kháng nghị nếu thấy án chưa phù hợp. Luật sư phân tích thêm, kể cả khi kháng cáo kháng nghị mà phiên tòa phúc thẩm vẫn tuyên tử hình, bà Lan vẫn có quyền gửi đơn lên chủ tịch nước xin ân giảm. Theo dõi vụ án, luật sư Giáp bày tỏ, đáng tiếc khi một doanh nhân lớn như bà Trương Mỹ Lan từng có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, được đánh giá trong hoạt động kinh doanh, thu hút mời gọi được nhiều doanh nhân doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho nhiều người nhưng lầm đường lạc lối. Đánh giá về bản án vừa được tuyên, luật sư Giáp cho rằng đây là mức án phù hợp quy định pháp luật, tương xứng với hành vi Trương Mỹ Lan và nhóm đồng phạm bởi thiệt hại trong vụ án rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xâm hại nền kinh tế làm mất niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt, những người đã gửi tiền vào SCB có những thời điểm họ bao vây ngân hàng để đòi lại những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình gửi, xong bị chiếm đoạt. Tại Việt Nam, luật sư Giáp cho hay án tử hình thường được tuyên với tội phạm đặc biệt nguy hiểm như giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tham ô tài sản số lượng lớn. Nếu bà Lan kháng cáo từ nay đến giai đoạn mở phiên phúc thẩm sẽ rất quan trọng. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm hoàn toàn có thể xem xét, giảm nhẹ án phạt từ tử hình xuống chung thân khi bà này tích cực khắc phục hậu quả, cung cấp thêm nhiều tình tiết mới được ghi nhận. Ngoài quy định kháng cáo xin giảm nhẹ, gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước, luật sư Hoàng Trọng Giáp nói. Bên cạnh những thông tin bên lề sau khi phiên tòa sơ thẩm vụ vàng thành phát kết thúc, cư dân mạng bỗng bị thu hút bởi trào lưu đi tìm kho báu của Trường Mỹ Lan. Mặc dù chỉ là một trò đồ, vậy nhưng vừa qua, người dùng mạng xã hội chia sẻ loạt địa điểm được định danh trên ứng dụng chỉ đường do Google có tên Kho báu Trương Mỹ Lan, cứ ngỡ kho báu phải xa tầng chân trời. Nhưng thực chất chỉ cần nhìn số tài sản mà cơ quan tiến hành tố tụng đã kê biên cũng đủ biết kho báu thật sự đang ở đâu. Google Maps dẫn đường đến một loạt kho báu của Trương Mỹ Lan. Chưa ai biết Vậy bị cao dấu nó đầu đâu thì khai báo thanh tập cho họ đồng sở biết để khoan yeah, yeah, yeah được khoan hồng. Dạ, 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 đang ở ngoài biển á. Dạ đúng rồi, trăm mấy ngàn tỷ. Hơn một tuần qua, trên ra khơi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan xuất hiện. Quần thảo đầy trên Facebook, Zalo, TikTok. Người người ra khơi online đi tìm kho báu bằng các bức ảnh chế, các clip lồng ghép hình ảnh người dân đi thuyền, vượt biển, lặn dưới biển để tìm kho báu của bà Lan. Theo đó, Ngày 20 tháng 4, người dùng mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh một loạt địa điểm được định danh trên ứng dụng chỉ đường do Google phát triển có tên Kho báu trương Mỹ Lan. Những địa điểm này nằm dài rác ở nhiều tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bến Tre. Không ít địa chỉ mang tên Kho báu trương Mỹ Lan trên bản đồ vốn là cơ sở kinh doanh như nhà hàng, quán ăn, cơ sở giặt giấy. Anh Mạnh Cường, kỹ sư công nghệ thông tin cho biết, Google Maps cho so phép người dùng được thay đổi tên, vị trí hoặc các thông tin chi tiết khác của một địa điểm. Điều này đồng nghĩa các địa chỉ trên dễ dàng được người có tài khoản Google can thiệp theo ý muốn. Cũng theo anh Cường, việc người dùng mạng xã hội lợi dụng sức nóng từ vụ án Trường Mỹ Lan nhằm đu trend, cầu like, cầu view, tạo chú ý là hành vi đáng lo ngại, dễ gây lầm tưởng về vụ án, khiến dư luận hoang mang. Anh Cường đề nghị các đơn vị hữu trách, kể cả Google, cần ra soát, chấn chỉnh tình trạng này, tuân thủ nghiêm luật pháp. Về phía dư luận, nhiều người cho rằng trên này có thể bắt nguồn từ sự trùng hợp của việc bà Trương Mỹ Lan bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình kèm trách nhiệm dân sự hơn 673.000 tỷ đồng với chuyện người đàn ông xin chính quyền cho khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti, Bình Thuận. Cũng có người cho rằng nó bắt nguồn từ clip dùng hình ảnh Trương Mỹ Lan tại tòa lồng ghép nội dung chế bà Lan trả lời hội đồng xét xử rằng đang cất giấu tiền ngoài biển. Chưa ai xác nhận trend này bắt nguồn chính xác từ đâu. Song động thái mới nhất của một luật sư của bà Lan đã khiến cho không ít người phải giật mình. Luật sư yêu cầu cơ quan chức năng truy tìm và xử lý người tạo ra trend này. Theo như phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ vạn thịnh phát, Hội đồng xét xử không hỏi bà Trương Mỹ Lan về số tiền 673.000 tỷ đồng được cất giấu ở đâu. Đây là số tiền được chốt tại phần tuyên án. Theo đó, tòa tuyên buộc bà Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay, tương đương hơn 673.000 tỷ đồng. Rõ ràng bà Lan không trả lời tòa những nội dung như trong đoạn clip nói trên. Do đó nội dung của clip ấy không đúng với diễn biến phiên tòa, không đúng với lời nói của hội đồng xét xử. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm luật an ninh mạng về việc thông tin bịa đặt, sai sự thật và có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Cá nhân thì nửa mức này, theo Nghị định 15 năm 2020 sửa đổi. Tuy nhiên, nói vui kho báu của Trương Mỹ Lan là vậy. Nhưng thực tế, chỉ cần nhìn số tài sản mà cơ quan tiến hành tố tụng đã kê biên cũng đủ biết kho báo này đang ở đâu. Đó là căn biệt thự cổ tại số 110, 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Giá trị mua vào 35 triệu USD. Đó là 1.000 tỷ đồng mà tòa đã tuyên buộc ông Nguyễn Cao Trí trả lại cho Bà Lan. Đặc biệt, Bà Lan cũng có hàng loạt bất động sản trải dài tại các quận 1, 3, 4, 7, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai do người khác đứng tên hộ. Tổng thể có 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan bị kê biên trong quá trình giải quyết vụ án. Ngoài ra, bà Lan cũng đã ủy quyền cho con gái giao bán dự án Capital Place Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội trong quá trình xét xử, giá giao bán lên đến 1 tỷ USD. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, chẳng phải lên rừng, vượt biển, chỉ cần nhìn giá trị của số tài sản trên cũng đủ biết kho báu thật sự của bà Trương Mỹ Lan. Chỉ có điều, những kho báo này cuối cùng cũng phải dùng vào việc thi hành án mà thôi. Đây là hậu quả tất yếu của việc tạo nên kho báo từ những đồng tiền do phạm tội mà có. Những lâu đài được xây trên cát, chỉ cần một cơn sóng cũng vỡ tan. Trước đó, tại cuộc họp báo quý 1 năm 2024 của Bộ Tư pháp mới đây, Ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án, Bộ Tư pháp cho biết, ngay trong giai đoạn điều tra, truy tố vụ án Vạn Thịnh Phát, các tài sản là vật chứng đã được chuyển sang cơ quan thi hành án. Tổng cục thi hành án đã chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự kiểm tra, ra soát thủ tục pháp lý vật chứng đó để đảm bảo thi hành án về sau. Những người chơi mạng xã hội dễ dàng nhận thấy nội dung ghét chế trong clip ấy là để vui đùa chứ không nhằm xuyên tạc sự thật hay xúc phạm ai. Xong, mọi chuyện có lẽ phải đợi kết luận của cơ quan chức năng mới tỏ tường. Có điều, dân mạng hay nói, vui thôi, đừng vui quá, nên có điểm dừng, nếu quá đà, có khi vi phạm luật an ninh mạng và bị phạt. Xử lý khối tài sản khổng lồ của bà Trương Mỹ Lan sau khi bị tuyên án tử hình như đã đưa tin trước đó, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 84 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các tổ chức có liên quan. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tổng hợp hình phạt mà bị cáo Lan phải chịu là án tử hình. Bên cạnh đó, tòa buộc Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến giữa tháng 10 năm 2022, tương đương số tiền hơn 673.800 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo phải chịu hơn 673 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Được biết, trong quá trình giải quyết vụ án, hội đồng xét xử thu thập sổ tay ghi chép của các trợ lý bị cáo Trương Mỹ Lan cho thấy số tiền 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD trở về tòa nhà Vạn Thịnh Phát không chỉ từ SCB mà còn nguồn gốc trái phiếu. Do đó, Hội đồng xét xử đề nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tiếp tục làm rõ sai phạm quanh số tiền này nếu có để làm căn cứ giải quyết trong giai đoạn 2. Theo tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan lấy tiền từ SCB đầu tư, chuyển nhượng nhiều dự án đang bị kê biên, không có hồ sơ pháp lý rõ ràng. Do đó, hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ số bất động sản, dự án liên quan bị cáo Lan chưa được giải quyết trong vụ án, để xác định đúng bản chất, xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc kê biên khắc phục hậu quả. Cũng trong ngày tuyên án, tòa tuyên giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp. Quá trình xử lý các tài sản để thu hồi nợ, nếu dư thì phối hợp với cục cảnh sát kinh tế C03 để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của Trương Mỹ Lan thì dùng đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn khác của bị cáo trong vụ án. Bên cạnh đó, đối với số tiền mà các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả, hội đồng xét xử tuyên chuyển cho SCB. Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo được bà Lan cho thưởng phải nộp lại số tiền, đồ vật, cổ phiếu để đảm bảo nghĩa vụ của bà Lan tiếp tục kê biên tạm giữ các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án. Bản án cũng xác định với các tài sản, khoản tiền để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Lam trong toàn bộ vụ án, bao gồm vụ án này và các vụ án của giai đoạn 2 sẽ ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu khoảng hơn 30.000 người dân về khối tài sản nhà đất của bị cáo Trương Mỹ Lan tòa nhà ở 75 Nguyễn Huệ mà tập đoàn vạn Thịnh Pháp cho SCB thuê Hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của Trương Mỹ Lan nên tuyên tiếp tục kê biên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án với căn biệt thự cổ có giá 700 tỷ đồng ở 110 đến 112 Võ Văn Tần mà Trương Mỹ Lan xin trả lại cho gia đình, hội đồng xét xử cho rằng hiện chưa thu giữ được sổ đỏ. Con gái bà Lan là Chu Diệt Phấn xin hủy kê biên. Tòa xét cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của Trương Mỹ Lan nên là tài sản của bà Lan. Do đó hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo. Tài sản này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng. Ngoài ra, liên quan đến vụ án, công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc đã nhận từ Trương Mỹ Lan hơn 6.090 tỷ đồng để chuyển nhượng 18 triệu cổ phần là tiền từ SCB phải thu hồi về cho SCB nên buộc hai công ty này nộp lại 6.090 tỷ đồng. Đồng thời công ty Quốc Cường Gia Lai cũng buộc phải trả lại 2.882 tỷ nhận từ Trương Mỹ Lan trước đó. Cuối cùng, hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của trương mỹ lan mong muốn chuyển 1.350 tỷ đồng do nguyễn cao trí và một người khác chuyển trả sang cho bị cáo trương huệ vân để khắc phục thiệt hại. Theo tòa, bị cáo lan có nghĩa vụ bồi thường rất lớn, tài sản của bị cáo cũng chưa đủ để khắc phục. Với tài sản cây biên của bị cáo trương huệ vân, cháu gái trương mỹ lan, tòa nhận định bị cáo được bị cáo lan nuôi nấng từ nhỏ, bản chất tài sản là của chủ tịch vạn thịnh Phát nên tuyên tiếp tục cây biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Đối với tài sản phong tỏa kê biên có liên quan vụ án, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục phong tỏa kê biên đồng thời gỡ phong tỏa kê biên với các tài sản không liên quan tới vụ án. Theo đó, từng khối tài sản, khoản tiền khác nhau được hội đồng xét xử đưa ra biện pháp giải quyết cụ thể để phù hợp với những thiệt hại bà Trương Mỹ Lan gây ra. Cho đến nay, thời hạn 15 ngày để kháng cáo cũng sắp kết thúc, liệu bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo còn lại có đề nghị kháng cáo hay không? Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.